đây là những điều mà mạng xã hội đang thấy hoặc là những điều mà Ngân cố tình cho mấy bạn thấy. Nhưng thực chất ra phía sau nó lại là như vậy. Hôm nay là cuối tuần nhưng mà Ngân với chị Maggie thì vẫn hẹn nhau để đi làm việc bình thường nha mọi người. Những cái mà mọi người thấy ở những bài post là chị Ngân toàn check-in sang chảnh hoặc là đi cà phê, không có thấy đi làm việc. Nhưng hậu trường cà phê thì cả team vẫn đang làm việc rất là chăm chỉ để hy vọng có thể mang đến những sản phẩm tốt hơn cho mọi người. Điểm yếu của Ngân là không có thành thạo những cái kỹ năng văn phòng, ví dụ như là sử dụng laptop giống vậy là do là Ngân bỏ lâu lắm rồi. Cho nên là Ngân chỉ có thể ngồi kế bên xong rồi nói idea của mình ra rồi mọi người hỗ trợ Ngân lưu vô phần kịch bản. Ngân thì không có giỏi trong cái phần là việc nhóm đâu mọi người, cho nên là cái phần nào mình bị yếu thì nói ra để mọi người hỗ trợ, còn cái phần nào mình mạnh hơn thì mình cũng hỗ trợ lại những người còn lại. Mỗi lần mà gặp gỡ hoặc là có cơ hội làm việc chung với bất cứ ai, Ngân đều học hỏi thêm được rất là nhiều điều từ người ta. Vậy nên là thời gian sắp tới của Ngân thì khá là bận nhưng mà cũng sẽ cố gắng dành thời gian để collab với chị Maggie để tạo ra những cái khóa học bổ ích dành cho tất cả mọi người. Do là các bạn yêu cầu Ngân mở khóa học online cũng rất là lâu rồi, cho nên là cuối tháng 3 này hẹn gặp mọi người ở khóa học online đầu tiên. Ngân cũng hy vọng là sẽ có thể chia sẻ thêm được nhiều kiến thức cũng như là kinh nghiệm mà Ngân đã học được đến với các bạn một cách chi tiết hơn. Và cuối cùng Ngân muốn nói là không chia sẻ công việc đi làm không có nghĩa là không làm đâu mọi người. Tương tự với những khía cạnh khác trong cuộc sống thì Ngân thích cho các bạn thấy kết quả sau đó ngồi cùng nhau kể lại cuộc hành trình còn hơn là ngồi kể lan man xong rồi khúc sau là không ra kết quả.